Anh chị có bao giờ nghĩ đến mình sẽ phóng sanh mật chưa? Đây, em đang bơi dưới biển với một con mực ống. Vòng đời của nó từ 3 đến 5 tuổi. Nhưng sau khi sinh sản, nó sẽ chết sớm rất là nhanh. Và đây là loài động vật không có máu. Lên bờ là chết liền, nên chả bao giờ ai phóng sanh nó. Và đây là trứng của nó đây. Một con cái có thể đẻ được một túi trứng đầy như vậy. Hôm nay tôi giới thiệu thêm lần nữa cho mấy anh em ăn chay biết nha. Cái quán này tuy là bán đồ hải sản nhưng mà mình có thể ăn chay được. Bún ở đây là bún tươi. Để nguội 10 phút bún sẽ tự động bị hư. Nếu mà ăn chay thì ăn như thế này. Vô đây nói cho một tô bún trụng, là trụng với nước sôi thôi. Rồi thế là mình cứ ăn bún trụng với nước và mình tự pha nè. Tắc nè, ớt nè, tiêu nè, đường nè, muối nè. Vừa ăn rồi xong rồi mình chấm vô mình ăn thôi. Ăn như vậy rất là ngon và sạch. Cần bổ dưỡng thì ở đây có hai loại nước: sữa đậu nành và nước mía. Muốn uống nước gì thì uống. Mốt sư huynh về rủ mấy anh em đi ăn này đi ha. Tại vô quán này thì đồ ăn hải sản nên nó có hơi bị có mùi á, thì ăn về tắm rửa sạch sẽ là được. Chỉ vậy thôi, rất là đơn giản.